kênh YouTube Đồ Sơ Lê Nguyên kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa. Tiếp tục quay trở lại với clip mới hôm nay, anh Lợi cũng sẽ giao lưu đa dạng mặt hàng phong phú cùng với bà con của mình nha. Mến chào anh Lợi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Sơ Lê Nguyên. Tiếp tục buổi clip hôm nay, em xin giới thiệu bà con mình về một số tác phẩm tranh ẩm cho bà con cũng vừa sưu tầm về nha. Đó, những mặt hàng đồ gỗ cỏ cũng như là gỗ cẩm lai các loại ở tại cửa hàng chúng em. Qua số điện thoại để giao lưu là 0772 8772 78. Địa chỉ cửa hàng chúng em thì nằm ở cặp quốc lộ 91, quận Hưng Bông, thành phố Cần Thơ nha. Bên em thì nhiều loại mặt hàng phong phú và đa dạng lắm. Bà con mình có nhu cầu giao lưu tham khảo tham quan thì cứ đến trực tiếp cửa hàng chúng em để mình xem và mình có thể tham khảo lựa chọn sưu tầm nha bà con. Thì em cũng chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những buổi live cũng như những clip vừa qua nha. Rất mong bà con mình tiếp tục theo dõi kênh ủng hộ trong những thời gian tới. Ở thì trong lúc thời gian quay clip có điều chi sai sót bà con mình cũng thông cảm nha. Thì đầu tiên hôm nay giới thiệu bà con mình là một cặp đôn là gỗ cẩm lai xưa nha bà con. Ở em sưu tầm cái này nói chung là hàng người ta giao lưu lại hàng lẻ thì em có sao em giao lưu với mình như thế nha. Đôi cẩm lai này thì kích thước có đẹp như nhau hết. Về mình xài tùy hỷ bà con mình, cây đồ chim đồ nè, và đặc biệt nó là gỗ cẩm nha. Cẩm việt rồi khoảng 50-60 năm nha, nguyên con gỗ cẩm, chạm đục chút tre. Đó, cẩm việt mình 100%. Chiều cao tổng em đo là 52 nè. Đó, cái mặt ở trên này nha, em đo ngang là 38. Còn mặt chiều dài ở trên của nó là 58 nha, 38-58. Còn nếu mà đôn tổng luôn nha, em đo tổng vô lớn nhất của nó là 65 chiều dài lắm nha. Chiều rộng ra của nó là 46, nó to lắm. Diềm thành này ở trên nó dày là 2 phân nè. Đó, đây, bà con mình xem quăng gỗ và cảm nhận qua màn hình nha. Mã này mã số 0 nha bà con. Quăng rất là đẹp. Chân này á, thì chân của nó nha, chân dày của nó là một tắc phủ bì luôn. Dày nhất một tắc nha bà con. Lành lặn và liền lạc toàn bộ hết nha, không lỗi lầm nè. Đó, bà con mình xem nè, tứ diện thì chạm đục chút tre hết nha. Đó, làm tất cho bà con của mình yên tâm khi mình về mình kiểm tra hàng luôn nè. Đó, bà con mình thấy mặt nó bên trong đây nha. Đó, văn gỗ sới gỗ của nó nè. Hàng này là hàng có tuổi nha bà con, đó, khoảng vài chục năm nha. Một cặp quá trời tuyệt vời nha bà con. Khá là đẹp. Cặp đôn này gỗ cẩm lai, em xin giao lưu với bà con mình nha. 19 triệu em bao phí ship mình là mọi miền tổ quốc một cặp nha, 19 triệu. Đó, mình xem có nhu cầu mình để sưu tầm về cây đồ chân đồ hoặc mình làm cái đôn nồi cũng được nha. Đôn nồi kèm theo nó cũng vừa nha, rộng rãi lớn nha bà con. Đó, dìm này nó cũng dày lắm nha, từ 2 phân rưỡi trở lên lắm nha. Mình lưu ý cái này nó dày dặn chắc chắn. Đó, mình có nhu cầu thì chụp qua màn hình các bạn Zalo em tư vấn hỗ trợ thêm. Và đến với mã tiếp theo này, đó là một bộ tranh tứ quý, tích là tứ quý nha bà con, tùng tích quốc mai. Đó, và cái tích ở bên dưới của nó bà con mình thấy không? Cầm kỳ thi quả nha, tranh là tranh gỗ cỏ, đó, được cẳng ốc rất là đẹp, tranh gỗ cỏ nha. Đó, bà con mình xem màn hình và cảm nhận của bên ngoài chạm đục một chút tre, ở bên ngoài chạm đục chút tre nha. Đây, ốc ác là cẳng chìm, đó, nhìn đẹp lắm nha. Tại vì bức tranh đẹp đấy nó dựa vào cái thạch bên trong á, mình thấy nó tẹp màu không rõ chứ bức tranh nhìn bên ngoài nó đủ khung, nó nhìn đẹp lắm nha bà con. Đó, mình có thể cảm nhận qua màn hình cái độ ốc của nó nha, vàng tranh xanh thiên lý nha, đó, vàng tranh xanh thiên lý. Đó, ốc hát thì mình nhìn và cảm nhận qua giúp em. Miếng giữa liền tấm liền khối, tranh thì có chiều cao là 1m07. Tổng cái độ ngang của nó là 37 nha, tổng độ ngang 37. Độ dày cung tranh là 3 phân. Đó, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông nha bà con, 4 mùa xuân hạ thu đông. Đó, ốc hát bà con mình xem nha, cảnh rất là đẹp. Đó, cầm kỳ thi quả nha. Bộ tranh này thì hàng làm tích liền lạc, hàng cũ làm vệ sinh đánh bóng rồi nha, không cổ không xưa. Đó, có sao báo vậy em bao mình chỉnh hàng làm tích nè. Đó, mặt gỗ sau lưng gia cố đố chắc chắn nha, không bị mà lỗi lầm. Đó, ngày giao lưu em sẽ gắn cái móc khác lại cho bà con của mình nha. Bộ cái này giá gì? Em giao lưu với bà con mình 12 triệu em bao ship nha. Hàng này là hàng ốc đẹp, 12 triệu nha bà con. Nếu mà ốc nó bình thường hơn nha, thường mà những cái ốc mà cái màu nó không đẹp nè, dưới nó khảm á, cái khảm cái độ khảm nó bị đứt lề đứt cấy kia đồ hàng chợ nhiều khi nó rẻ, mình lưu ý giúp em. Mấy bức tranh này thôi. Em đang để ngược sáng á bà con, bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào á nên nó có những cái đốm trắng trắng đó, bà con, nên thật sự ra quay cận cảnh không bị nha. Xem mà cảm nhận nha, có cái loại rẻ hơn 5-6 triệu cũng có, và ốc của nó thì nó thường mà nó có cẳng đứt lề nhiều lắm nha, mình lưu ý cho đó. Tranh này thì chiều cao này của nó cũng là 1m07 luôn á bà con, chiều ngang tổng lớn nha, 35. Miếng giữa liền tấm liền khối. Ở tứ quý nha, ở tượng trưng 4 mùa xuân hạ thu đông nha, xuân hạ thu đông rất là đẹp nha bà con. Ở hàng em bao cho mình là hàng lành lặn liền lạc, làm tích toàn bộ mà không lỗi lòng. Ở ốc ác của nó thì vàng tranh xanh thiên lý. Mình nhìn trên màn hình thì khi nó bị dạ ánh sáng, ánh nắng, ánh đèn thôi nên nó thấy màu trắng khi mà xem tivi nha, nhưng mà bên ngoài em bao mình về kiểm tra hàng ốc sẽ đẹp hơn trên màn hình nhiều.
ốc nó vàng chanh xanh lục đầy đủ nha bà con, yên tâm khi mà mình về đến nhà mình có kiểm tra hàng nha. Đó, bên em giao lưu này cứ kiểm tra hàng tại nhà thôi. Đó, về đến nhà mình cứ xem đi. Đó, và mình nếu mà có ưng bụng vừa lòng thì bà con mình nhớ hồi âm cho em nha. Và em cảm ơn rất nhiều rồi. Còn có vấn đề gì á mà nó không được hài lòng thì cứ liên hệ giúp em để mình trao đổi xử lý với nhau. Đó, hợp lý nha. Bộ này giá em giao lưu với bà con mình là 11 triệu, em bao phí ship mình toàn quốc nha, 11 triệu. Đó, bao phí ship trên mọi miền tổ quốc. Đó, bà con mình xem không rõ nghe không kỹ, kết bạn số điện thoại Zalo, em sẽ hỗ trợ tư vấn cho bà con mình kỹ và rõ hơn. Đến với mã số 3 là một cái bộ tranh là Vinh Quy Bái Tổ Về Làng, một bức tranh lớn nha bà con. Tranh này là hàng loại đại siêu to nha. Đó, mình xem miếng giữa là liền một tấm một khối, cẳng ốc là vàng chanh xanh thiên lý, ốc này là em bao mình là ốc đẹp nha. Tranh này thì chiều cao nó là 1m07 đó bà con. Độ dày tranh này 5 phân, cái khung 5 phân lận nha. Đó, còn chiều dài là 2m16, cao là 1m06, dài 2m16. Khung tranh dày nhất của nó là 5 phân, miếng giữa liền tấm liền khối. Đó, gỗ là nguyên con gỗ gõ. Đó, em bao xài bao sử dụng theo thời gian 5 tháng, bao bà con mình là không mọc mối luôn nha. 5 trở lên bình thường, 1-20 năm bình thường. Cứ yên tâm về vấn đề đó. Đó, mình xem ốc và mình cảm nhận qua màn hình, ốc em bao đẹp, bao sáng cho mình luôn, bao mình là ốc lành lặn liền lạc nha, chứ không phải mà cẳng mà cái kiểu mà cẳng chợ mà nó gời gã đứt lè người kia là nha. Lưu quý giúp em chỗ đó nữa, chứ bằng ốc là ốc đẹp nữa, nhiều khi ốc trắng nữa nha. Đó, ốc trắng là thường con trai thường giá nó rẻ mềm hơn nhiều, thị trường 14-15 triệu có luôn nha bà con, lưu ý nha. Đó, như mấy bức này thì mình cứ xem tham khảo đi, được thì liên hệ em gửi hình ảnh video cho bà con mình xem cho nó đầy đủ chính xác hơn nha. Đó, quên trạng nguyên về làng nha bà con, những người lính những cây tùng nè, cây đa nè, máy đình đầu nhà nè, đó bà con xem đẹp lắm và quê hương luôn nha. Cái bức này bình thường á em giao lưu bà con mình là 21 triệu lắm nha, 21 triệu lắm nha bà con, nhưng mà hôm nay em để giá sale thanh lý cho bà con mình luôn. Đó, để bà con mình xem cái mặt lưng của nó, cái đi người ta da cấu đố là cũng như keo luôn nè. Đó, mình về mình xài là yên tâm bền dĩ. Tranh này là hai người trở lên khiêng là đi không muốn nổi nha, lưu ý hai người khiêng đi không nổi, móc là móc to khủng luôn. Bức này hôm nay em thanh lý cho bà con mình giá là chỉ 19 triệu thôi, 19 triệu thôi nha, bình thường là 21 triệu, hôm nay em bán giá thanh lý bà con mình lưu ý. Đó, mình có thể kết bạn Zalo nha, em gửi hình ảnh thêm. Đó, em bao chuẩn là ốc đẹp nha, chứ không ốc thường rẻ hơn xíu. Rồi đến với mã số 4X là một cái bộ bàn nè, bộ bàn ăn. Đó, trong gia đình mình có thể làm bộ bàn uống nước trà khách khứa, hoặc bộ bàn ăn gia đình 5-6-7 người là ok, đẹp nha, gọn gàng vừa dặn. Đó, gỗ là gỗ đỏ luôn, ốc này cũng là ốc bằng chanh. Nói chung cái hàng này là cái hàng cũ nha bà con, hàng cũ nha, nó còn đóng bụi bặm này chút xíu, em giao lưu quá em chỉ làm cho vệ sinh này kia lại cho bà con mình, nó cũng vài chục năm thôi, không phải hàng cổ hồi xưa gì đâu. Ở trên mặt bàn người ta cẳng là trạng nguyên về làng nè. Đó, mình thấy không, ốc thì nhã bả chầu bằng chanh đó bà con, miếng giữa liền tấm nha, gỗ gõ. Cái bàn này chiều cao 75 nha, ngang cái bàn này nó cũng là 75 luôn nè, tổng cái chiều dài của bàn là 140, tổng chiều dài 147 củ bì á, củ bì 147. Chân vuông này của nó, chân vuông lớn nhất của nó là 8 phân, ốc là cẳng dìm chạm đục dìm luôn, chữ thọ đó, dày dặn chắc chắn nha, nhìn nó đơn giản thôi nha bà con, không quá kịch cọng cầu kỳ lắm nha, nhưng mà được cái nhìn nó đẹp đó, nhìn nó nhã nhặn nó vừa đó bà con mình thấy không. Đó, ngồi trong bàn mà ăn uống này kia rồi trong nhà gia đình thì vừa hài vừa dặn luôn nha. Đó, còn ghế thì có 6 cái ghế cẳng hoa hồng đó bà con mình xem. Với chiều cao mỗi ghế này tổng em đo là 1m nha, cao 1m, chiều ngang vị trí mình ngồi 40, chiều sâu ghế này ra là 38, sâu 38, đố sau lưng dày cái này là 3 phân. Đó, đố giữa dày 3 phân, chân nè. À, bà con mình thấy không? Đó, mấy cái kiểu này kiểu cái lối mà ông bà xưa á bà con, ông bà xưa á nha, chứ không phải kiểu mẫu mà hiện đại bây giờ á, bà con mình xem nào và cảm nhận nha. Đó, này mình làm bằng ăn cơm này kia trong nhà này kia gia đình này kia uống nước trà khách khứa rồi cũng được nha, gọn gàng vừa dặn. Bộ này em giao lưu bà con mình giá hữu nghị thôi nha, 7 món. Bên em giao lưu là 32 triệu, em bao phí ship mình toàn quốc nha, 32 triệu. Ở gần gần thì em bớt bà con mình tí cà phê, nếu mở gần thì em giao gần thì em giảm bà con mình tí nha. Mã tiếp theo là mã số 5, một cây tủ bầu rất là đẹp, hai khớp rất mộng nha bà con. Đó, cây tủ gỗ gõ nha, cẳng ốc vàng chanh xanh lục rất là đẹp, hàng lập tích, trên là 4 cánh, dưới 4 hộp tủ và cuối bên dưới nó là 4 cánh cửa mở lên nha. Cây này đặc biệt người ta chạm đục, nói chung rất là kịch cọm cầu kỳ, nhìn hoa văn rất là đẹp, bảo nữ hoàng. Ốc thì người ta cẳng theo chỉ dìm hạt dưa nha, kết hợp với những cái dây leo, cúc dây leo và những cái dây nho. Đó, bà con mình xem vách của nó là vách gỗ gõ luôn. Đó, chắc chắn cái này dày nặng lắm nha. Tổng cái chiều cao em đo tới 2m3 luôn nha bà con, cao 2m3. Chiều ngang đó là 1m86. Đó, ngang là 1m86 nha. Chiều sâu này ra là 46. Đó, sâu ra là 46 luôn nha. Đó, đẹp lắm nha bà con. Đó, cẳng cũng bì 46 á. Nó hai thớt gấp mộng cửa cánh à. Con xem ốc bên dưới nè.
cẳng những cái chim hoa nhìn rất là đẹp. Đó, mấy cái đầu học cũng đủ này, người ta mở ra mới vô mình đựng đồ được nè. Đó, nó làm cái kiểu vòng cung bầu dục đó bà con. Đó, nhìn nó đẹp lạ nha, khá là đẹp nha bà con. Cái này nói chung em bao mình là gỗ dày dặn lành tích liền lạc, khá là nặng chứ không phải nhẹ. Có em có cây thủ bồ mà loại giống giống gì nào giá nó mềm hơn ba mấy triệu cũng có nha. Đó, cái loại nó chung hơn nha. À, mắt gỗ sau lưng nó trong mà con mình thấy không, còn mấy cái tay nắm đầu nè, tôi chạm những cái đường mà hoa lá tây nè, cụ lá đâu nè, nó dày dặn chắc chắn. Ốc là khỏi chê nha, em bao mình làm tất toàn bộ, cứ yên tâm về xài sử dụng khi mà giao lưu hàng bên em nha. Cái cây tủ này bình thường hôm trước em giao lưu mình là 62 triệu, nhưng mà hôm nay em để giá sale cho bà con mình những ngày cuối năm vậy em cũng muốn thanh lý bớt hàng á, thì em xin giao lưu bà con mình hôm nay giá là 58 triệu nha. 58 triệu em bao cái ship mình còn quá. Ở em có loại là khoảng ba mấy 40 triệu cái loại cũng có, nhưng mà nó không có được cộng như thế này, đẹp như thế này đâu. Ở bà con mình cứ xem tham khảo. Mã số 6 là em có một cái ủ trà lớn nè, gỗ gõ luôn, ốc là Singapore nha. Đó, ủ trà rất là đẹp nha bà con. Với chiều cao tổng này nó lên tới 29 nè, hoành bụng như thế này tổng lên tới 81 nha. Đó, ốc bà con mình xem nè nha, khá là vip lông phụng xung quầy, nắp cẳng nè. Đó, dày là khoảng 3 phân trở lên nha, cái thành bên ngoài nè. Đó, ốc là mình thấy mà mình cảm nhận giúp em nha, ốc đẹp nha. Cái này là nguyên khối gỗ gõ. Cái này thì hàng cũ thôi, em giao lưu em sưu tầm cái em kèm cho bà con mình tặng cái bình về để mình xài, mình không xài thì mình để qua bên, mình để mình xưa vào nha. Đó, đẹp lắm, đành lặn cái khoảng lít rưỡi hay lít nước á. Đó. Cái bình này là hàng bình này thì mình xài sử dụng luôn. Đó. Em giao lưu bà con mình cái ủ này giá 4.200.000 nha. Ở cái bủ đó 4.500.000 chứ. 4.500.000 nha bà con, em bao ship toàn quốc nha, có luôn cả cái bình cho bà con của mình luôn nha, kèm theo bình luôn á, 4.500.000. Rồi mã số 7 này á là em có một cái khay gỗ chắc nè, gỗ mộc mạc đỏn dán liền tấm liền khói, không phải hàng ghép nha. Hàng này vài chục năm thôi nhưng mà có cái nguyên con gỗ chắc, cao 11, dài 36, sâu của nó 25. Đó, làm tích liền lạc, nguyên con gỗ chắc toàn bộ, bao kiểm tra bao tép gỗ nha. Giá em vô luôn bà con khay này 2.500.000. 2.500.000 đồng. Và mã kế tiếp theo đây số 8, một cái kệ tam sơn gỗ gõ luôn nha. Hàng ốc đẹp lành lặn nha. Kệ này có chiều cao là 20. Chiều dài tổng của nó 61, chiều sâu của nó 16 thôi. Ốc mát là, đó, ốc này là ốc đỏ hồng nha, rất là đẹp nha. Đó, ốc đỏ hồng nhìn rất là đẹp, lành lặn bốn giáp luôn. Đó, đã được làm đánh bóng vệ sinh rồi. Này giá vô luôn mình là 3.800.000. 3.800.000 đồng. Mã số 9 em có một cái bình gốm chu đậu xưa nha bà con. Cái bình to khổng lồ luôn nha. Hàng vẽ tay 100%, tuổi đời 5-60 năm, 6-70 năm trở lên. Cao 34, ngang thế này 24 nha. Hoành bụng tổng là 63. Miệng nắp làm tích nha, không nứt bể. Nà, màu men cốt chuyện rất là già đồ, men gạn. Em giao lưu bình này bà con mình á, giá là 800.000 thôi nha bà con. Này là giá em sale thanh lý thôi nha. Bình thường cái bình đó nó 1 triệu ngoài luôn nha. Mình lưu ý giúp em nha, giá đó thì em không có giảm, không bớt nữa đâu nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 10, một cái chiếc bình phúc lộc thọ gốm tàu vẽ tay. Hàng này cũng là hàng có tuổi hết nha, cao 16, bụng của nó là 49 nha, miệng nắp lành lặn không nứt mẻ nè. Đó, bà con mình xem chôn đế nè, 6 chữ nha, chôn đế 6 chữ. Bình này giá em vô luôn 1.800.000, chuẩn hàng xưa nha. 1.800.000 đồng, em bao cái ship mình là toàn quốc nha. Số 11 là một cái này, một cái chậu á bà con, cái chậu xưa á. Kêu chậu... bằng cái an con cua á. À, hai con cua nè, có chân ở dưới rồi nha, hai cái càng đó luôn nè, nhìn đẹp lắm, gấp chu đậu. Mấy cái mẫu kiểu lỡ tích tích xưa này giờ hiếm không có đâu nha. Cao tổng em đo 12, miệng đường kính là 20, hoành bụng tổng lên tới 79. Cái này mình về mình trưng bày được hoặc mình trồng cây bonsai cũng đẹp nha. À, chân con cua ở dưới nào con thấy không, hai cái càng to càng nhỏ nè, nó dày dặn và to nặng lắm. Được một cặp luôn đó, được cái làm tích và liền lạc nha, không lỗi làm chẩn hàng gốm chu đậu xưa cho bà con mình về kiểm tra test hàng đó. Một cặp này giá em giao lưu bà con mình là 1.600.000. 1.600.000 nha. 2.500.000 một cặp á. Hồi đó bán lẻ là 1.600.000 một cái, mà hôm nay em thanh lý mình một cặp 2.500.000 thôi bà con ơi. À, 2.500.000 nha bà con, hai cái nha. 2.500.000 hai cái, em bao ship cho mình luôn, bao kiểm tra hàng. Và đến với mã số 10. Số 10 này á là một cái bình nè. À, kiểu cái dáng bà con mình thấy không? Bình giống như trong chuyện cổ tích vậy nha bà con. Nhìn rất là đẹp nha. Đó, cái này giống như phong cách là của mấy cái mà ngày xưa mà của Hy Lạp đó bà con. Đó mình nhìn nè, rất là đẹp giống như cây đèn thần Alidan luôn nha. Hàng này hàng chuẩn có tuổi nha bà con. À, 5-70 năm trở lên, chiều cao 26 thôi, miệng 9 phần, hoành bụng này lên tới 74 nha. Một cặp mà để thanh lý bà con mình 1.200.000 luôn nha bà đây, con. Đây, hàng này em giao lưu thanh lý lại luôn nha, chứ hàng này nói chung hàng có tuổi đời. Hàng mẫu mã mà con thấy không? Giống như là bình bình mà của Ai Cập đó nha. Nó nhìn rất là đẹp. 1.200.000 luôn. Đó,
1,2 triệu một đôi, dạng như mình nói là bình phúc lộc đó nha. Mã 12 nha bà con, 1,2 triệu. Và đến với mã số 13, em có một bộ điếu bát gốm Tàu nha, được bọc đồng hàng vẽ nổi lộ vẽ, và tích này là tích long ẩn, cao là 8 phân nha. Đó, cao của cái bát dưới 8 phân. Đây em để cái này cái điếu cho bà con mình xem, đường kính cái bát này không 18 nè. Nó cái bát này không là đủ giá trị rồi nè, mà viền bọc đồng nè. Bên ngoài vẽ long ẩn nè, trong dưới có đế là bọc đít luôn, bọc đồng bọc đít luôn nha. Cái đồng này theo thời gian đó bà con. Còn cái bát này thì chiều cao này của nó em đo 12, vành bụng của nó là 38 nha, nó còn đầy đủ combo nè, bọc đồng hết, vẽ tích long ẩn, có cái điếc điếu rồi luôn. Đó, nguyên bộ này em giao lưu mình chịu gửi chuẩn hàng Tàu nha, chuẩn hàng Tàu xưa. Và đến với mã tiếp theo đây, một bộ ấm trà khá là đẹp luôn. Đó, bộ ấm trà bà con mình xem nha, mã số 14. Đây, một cái ấm và 6 cái ly, có một nguyên cái khay trà bên dưới luôn nè, để em cho bà con mình xem trước nha. Khay không mà nói cái này không nè, bà con mình xem là giá trị rồi. Đó, chưa tính về cái khác nha, nói cái này không là mình thấy cảm nhận là đủ xưa rồi. Đó, đây nguyên bộ của nó luôn nha. Bọc đồng luôn. Chiều đường kính này 22 cái khay, cao là 5 phân. Ấm thì chiều dài nó khoảng 13 thôi. Ly thì đường kính nó 5 phân nha, ly bọc đồng hết. Tức là ông lão ngồi câu cá như Khương Tử Nha nha. Đó, mình xem rất là đẹp. Còn ấm của nó nè, đầy đủ chi tiết mà con thấy nè, mọc 6 chữ. Đó, nguyên bộ này giá em giao lưu với bà con mình là 1,8 triệu nha, bao phí ship mình toàn quốc nha. Nói cái khay dưới không là đủ giá trị rồi nha bà con. Rồi đến với mã tiếp theo đây là mã 15, một cái bình này giống như cái vỏ cua, bắt cá ngày xưa vậy nha. Nó bằng gốm sứ luôn nha bà con. Đó, gốm chu đậu cao 14, miệng 13, bụng là 55, lầm lặn liền lạc, bao chỉnh hàng già đồ sâu tuổi nha. Ở chung này giá luôn mình 900 ngàn thôi, để giá hữu nghị luôn 900 ngàn nha. Đó, tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha.